Xin chào cả nhà. Xuất khẩu Hải Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một em nồi áp suất thương hiệu Tefan hàng Pháp nhé các bác nhé. Con này van xả chia đôi, chia hai lớp này. Một là linh củ quả, hai là linh xương nha các bác nhé. Đấy. Mặt inox đẹp, toàn bộ phần nhựa bên trên đẹp, tem mác còn nguyên đầy đủ nha các bác nhé. Zin 100%, van xả zin. Đây nồi các bác này, inox xung quanh đẹp sáng bóng. Đấy. Make in Pháp 6 lít. Cái phần đáy rất chi là đẹp luôn. Cái này nồi bên trong này các bác nhìn, inox đẹp sáng bóng luôn nha các bác nhá. Hàng vừa về chưa vệ sinh đâu nhưng mà còn rất chi là đẹp luôn nhá các bác nhá, nhìn này. Đấy, không vết chảy xước này. Con này gioăng cao su zin 100% này các bác nhìn chưa? Đấy, từ những cái gioăng xanh nhỏ bên trong còn rất chi là mới. Đấy. Con này bị điểm trừ mỗi này này các bác này. Tay bên này nó hơi bị đứt một chút đây. Đấy, các bác để ý kỹ thì mới thấy thôi, còn đâu bình thường thì không biết được, nó bị lứt. Tay nó lứt nhẹ nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn, em cho các bác nhìn kỹ nhá, lứt này. Đấy, nhưng nó không hề ảnh hưởng gì, bởi bên trong cái này nó có một cái ốc. Nó bắt vít ốc rất là chặt luôn, không vấn đề gì cả. Bình thường con này em bán 1,9 triệu, 2 triệu một chiếc, em bao ship. Con này bị lứt tay nhẹ một tí này, em bán cho các bác này giá 1,5 triệu bao ship, bảo hành cho các bác 3 tháng đã tét khí nơi nhanh như. Gioăng zin, van xả zin 100%, nồi đẹp lắm các bác nhìn chưa? Nồi đẹp long lanh luôn, bình thường là 1,9 triệu đến 2 triệu một con ạ. Nó chỉ bị lứt nhẹ tay một tí thôi, bởi vì bên trong này nó có một cái vít cho nên là các bác không sợ bị vỡ theo nhá, đun thoải mái luôn ạ. Đấy. Bác nào lấy thì alo em nhé, số điện thoại 0934230664. Hàng cọc trước lên đơn, cọc trước cho em 100.000 còn lại nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán nhé các bác nhé. Còn mới lắm đây các bác nhìn này, mới kính con luôn. Inox đẹp sáng bóng, tay chân màu nguyên bản, lứt nhẹ, vận chuyển lứt nhẹ một chút thôi. Đấy, lỗ luôn, thanh lý cho các bác 1,5 triệu này.